Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh liên quan đến các hoạt động viện trợ nhân đạo cho giải Gaza. Hôm qua, nhiều tàu chở hàng viện trợ người Palestine đã tới các bến tàu nối tạm thời ở vùng đất này. Các chuyến hàng viện trợ bắt đầu cập cảng ở Gaza từ hôm 17 tháng 5 trong bối cảnh Israel ngày càng đối mặt với sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế trong việc cho phép hàng viện trợ được vận chuyển đến Gaza. Theo chương trình Lương thực Thế giới, số hàng viện trợ lần này bao gồm thực phẩm, nước, lều trú ẩn và vật tư y tế đã được vận chuyển đến kho lưu trữ ở Deir al-Bala, trung tâm Gaza và sẵn sàng cho việc phân phối. Quân đội Mỹ mới đây cũng cho biết các xe tải đã bắt đầu chuyển hàng viện trợ từ các cầu tàu do Mỹ xây dựng ở Gaza lên bờ. Các cầu tàu này có thể cho phép 90 xe tải viện trợ quốc tế đến Gaza mỗi ngày và có thể đạt tới 150 xe tải sau khi hoạt động đầy đủ. Nhiều dự báo cho thấy thủ đô Bangkok nằm ở vùng trũng có nguy cơ bị nước biển nhấn chìm trước cuối thế kỷ này. Hầu hết các khu vực ở thành phố nhộn nhịp này cũng đang phải đối phó với lũ lụt trong mùa mưa bão. Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ có thể phải xem xét việc di rời thủ đô Bangkok do nước biển dâng cao. Cách đây 30 năm, ngôi chùa Phật giáo này là trung tâm của một ngôi làng ven thủ đô Bangkok. Hiện nay, dấu tích ngôi làng để lại là những cột điện như thế này. Người dân xung quanh đã di rời hết do bị sụt lún. Nếu không có những hàng rào bê tông, kè chắn nước chống xói mòn thì ngôi chùa rất có thể cũng đã ngập trong nước. Theo các báo cáo, nhiệt độ trung bình của thủ đô Thái Lan đã tăng vượt mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Phần lớn thủ đô của Thái Lan thường xuyên phải chống chọi với lũ lụt trong mùa mưa. Chính quyền thành phố Bangkok đang nghiên cứu các biện pháp, bao gồm xây dựng đê điều, giống biện pháp được áp dụng ở Hà Lan, tuy nhiên vẫn phải xem xét đến việc di rời. Các biện pháp phòng chống với tình trạng nước biển dâng, sụt lún lâu nay dường như không thể kéo dài hơn. Phương án dài hơi là phải di rời thủ đô như nhiều quốc gia khác đã từng làm. Phương án di rời Bangkok được dự đoán có chi phí lên tới khoảng 32 tỷ đến 35 tỷ đô la Mỹ. Lạm phát tăng cao tại Hàn Quốc đang khiến 7 triệu doanh nghiệp tư nhân ở nước này phải vật lộn để tồn tại. Đây chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ăn uống và bán lẻ, chiếm hơn 20% tổng số lao động có việc làm trên cả nước. Theo Viện Nghiên cứu Bất động sản Hàn Quốc, tỷ lệ cửa hàng bỏ trống ở nước này đã lên mức kỷ lục 13,7% trong quý 1 năm nay. Đáng chú ý là ngay cả những khu vực hào nhoáng và sầm uất của thủ đô Seoul như Gangnam và Itaewon cũng tràn ngập các quán ăn và cửa hàng chống khách. Đã 6 năm điều hành một nhà hàng ở Seoul với lượng khách thường xuyên, nhưng giờ đây ông Ryu Deok-hyun cũng bắt đầu cảm nhận được sức ép của lạm phát. Chi phí nguyên liệu tăng gần 1/3, các loại chi phí khác cũng tăng cao khiến biên lợi nhuận của cửa hàng bị thu hẹp. Tuy nhiên, ông Deok-hyun lại chưa thể tăng giá các món ăn vì lo ngại sẽ có kết cục giống như một số cửa hàng khác là lượng khách sụt giảm hoặc thậm chí phải đóng cửa. Tôi lo nếu tăng giá sẽ bị mất khách, nhưng không tăng thì quả thật cửa hàng chẳng còn lãi lời bao nhiêu. Quả thực tôi đang rất lo. Cũng như nhà hàng của ông Ryu, hầu hết các doanh nghiệp nhỏ khác ở Hàn Quốc còn duy trì hoạt động đều đang nợ nần chồng chất và tỷ lệ này chiếm đến 60%. Giá dầu quốc tế leo cao, đồng won suy yếu, trong khi lãi suất tăng cao khiến các doanh nghiệp khó tất toán các khoản vay cũng như gặp khó khăn tài chính trong ngắn hạn. Hàn Quốc nên điều chỉnh linh hoạt việc tăng lương tối thiểu theo giờ và các cơ quan liên quan nên có biện pháp giảm hoặc miễn phí thuê mặt bằng cho các doanh nghiệp tư nhân. Theo thống kê, tỷ lệ đóng cửa các cơ sở kinh doanh ở Hàn Quốc đã tăng 10% kể từ năm ngoái. Đây cũng là mức cao nhất từ năm 2005 đến nay. Những khó khăn về tài chính đang làm thay đổi thói quen mua sắm của người Nhật Bản. Theo dự báo đưa ra từ các số liệu thống kê thực tế, thị trường sản phẩm đồng giá ở nước này sẽ lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ yên trong năm tài chính 2023 do người tiêu dùng Nhật Bản ngày càng thắt chặt chi tiêu hơn để đối phó với giá cả tăng và đồng yên mất giá. Theo tính toán của công ty Tekoku Databank, doanh thu của các cửa hàng bán hàng đồng giá 100 yên ở Nhật Bản sẽ đạt 1.020 tỷ yên, tương đương 6,5 tỷ đô la Mỹ trong tài khoá hiện nay, tăng 5% so với tài khoá trước đó. Ngoài ra, số lượng các cửa hàng 100 yên cùng doanh thu của các cửa hàng này cũng sẽ tăng lên và có thể đạt mức gấp rưỡi so với cách đây một thập kỷ. Tuy nhiên, điều đáng nói là hầu hết những mặt hàng trong các cửa hàng 100 yên này đều được sản xuất ở nước ngoài. Sự mất giá của đồng nội tệ đã khiến nhiều sản phẩm sản xuất trong nước không thể được tiếp tục bán với giá 100 yên.
Chúng phải nhường sân cho các sản phẩm ngoại nhập và được chuyển sang bán tại các cửa hàng 300 yên, vốn có ít người mua hơn trong giai đoạn hiện nay. Dường như đang có một cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo giữa các ông lớn ngành công nghệ. Dù thế nào thì các quyết định được đưa ra bởi các ông lớn sẽ có tác động mạnh trong nhiều thập kỷ, định hình cuộc sống tương lai thông minh và tiện nghi cho người dùng. Hôm ngày 13 tháng 5, OpenAI thông báo sẽ phát hành một mô hình AI mới mang tên GPT-4o, có khả năng trò chuyện bằng giọng nói, cũng như có thể tương tác qua văn bản và hình ảnh. Mô hình mới cho phép người dùng nói chuyện với ChatGPT theo thời gian thực mà không bị chậm trễ hoặc làm gián đoạn. Mô hình này cung cấp trí thông minh ở cấp độ GPT-4, nhưng nó nhanh hơn nhiều và cải thiện khả năng của nó trên văn bản, hình ảnh và âm thanh. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực sự đạt được một bước tiến lớn về tính dễ sử dụng. OpenAI đã chơi lớn khi tuyên bố cung cấp miễn phí mô hình mới này. Những người dùng phiên bản trả phí sẽ có mức dung lượng lớn hơn. Thế nhưng OpenAI do Microsoft hậu thuẫn vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các công ty đối thủ. Chỉ 2 ngày sau thông báo của OpenAI, Google đã cho ra mắt một loạt sản phẩm AI gồm các mô hình ngôn ngữ lớn với hàng chục tỷ tham số, cho đến các mô hình nhỏ hơn có thể chạy cục bộ trên thiết bị cho người dùng cuối. Nổi bật là ứng dụng VEO với khả năng mang đến những clip chất lượng cao và sử dụng nhiều phong cách điện ảnh khác nhau. VEO có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, nắm bắt âm điệu của lệnh để tạo ra video thể hiện sát nhất với tầm nhìn sáng tạo của người dùng. AI tạo video của Google cũng hiểu được thuật ngữ trong lĩnh vực điện ảnh như tua nhanh thời gian hay phong cảnh từ trên không, tạo ra được cảnh quay có tính nhất quán, mạch lạc. Apple bấy lâu vắng bóng trên con đường đua AI cũng đã xuất hiện với sự kiện ra mắt dòng máy tính bảng iPad Pro mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo. Công nghệ chip M4 giúp cải tiến về mặt hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Với bề dày lịch sử, thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc, từ lâu còn được biết đến bởi không ít nét văn hóa đặc sắc, trong đó có những điều đến từ cuộc sống bình dị hàng ngày. Kính mời quý vị cùng đến với chợ sớm Nam Môn để tìm hiểu về văn hóa ăn sáng của thành phố này. Gọi là chợ sớm vì chợ được mở từ rất sớm. Khi người dân ở hầu hết các nơi của Trung Quốc có lẽ vẫn chưa thức dậy, thì ở đây đã đông nghẹt người mua bán. Điều đặc biệt là chợ chuyên phục vụ đồ ăn sáng, nên chỉ đến 9 giờ sáng là tan chợ. Nằm ngay tại cổng thành nhỏ phía nam thành cổ Tây An, trên con phố dài 342m, khu chợ có hơn 120 cửa hàng, phục vụ thực khách tất cả những món ăn truyền thống và đặc trưng của người dân Tây An, cũng như của tỉnh Thiểm Tây. Khu chợ này đã hình thành được hơn 20 năm, là điểm đến ăn sáng quen thuộc của người dân nơi đây. Vì chỗ này cũng khá gần với nhiều điểm du lịch, nên buổi sáng, mọi người đến đây rất náo nhiệt. Tôi có việc đi qua Tây An, bạn bè giới thiệu tôi đến đây ăn sáng. Phải nói là tôi rất ấn tượng, ở đây có cái gì rất đặc sắc và đồ ăn thì rất ngon. Tôi cũng sẽ giới thiệu chỗ này cho bạn bè. Chưa đến chợ sớm Nam Môn thì chưa thể nói là đã đến Tây An. Câu nói này được người dân địa phương giới thiệu cho tất cả những ai lần đầu đến với Tây An. Tuy không lớn, nhưng khu chợ là hình ảnh thu nhỏ phản ánh đầy đủ cuộc sống của người dân Tây An. Nét văn hóa ẩm thực đặc sắc này cũng thu hút ngày càng nhiều người Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn chợ sớm Nam Môn như một điểm đến hàng đầu khi du lịch Tây An. Cuối tuần qua, hàng nghìn người ở thủ đô Berlin của Đức đã cùng xuống đường tham gia lễ hội các nền văn hóa truyền thống tại đây. Đây là lần thứ 26 lễ hội tràn đầy màu sắc và sôi động này được tổ chức. Lễ hội nhằm thể hiện sự đa văn hóa, phong cách nghệ thuật đa dạng, cũng như lối tiếp cận sáng tạo với các vấn đề chính trị xã hội của người dân thành phố Berlin. Cuộc diễu hành sắc màu này cho phép các cộng đồng có không gian để thể hiện bản sắc văn hóa thông qua âm nhạc và các điệu nhảy, cũng như nhiều cách thể hiện khác. Thật tốt vì tôi được chứng kiến thật nhiều nền văn hóa ở đây, các nền văn hóa khác nhau. Điều này vô cùng quan trọng, nhắc nhở mọi người rằng chúng ta vẫn có nhiều nền văn hóa khác đang được tôn vinh. Lễ hội được tổ chức hàng năm từ năm 1996, kéo dài suốt 3 ngày cuối tuần. Trong lễ hội năm nay, khoảng 650.000 người tham gia trình diễn, chia thành 60 nhóm. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.